Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bàn nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em một lọc xì hàng bãi của Nhật đến từ thương hiệu Yamaha và tên model là Q2031A. Đây là một dòng lọc mà chỉ ở phân khúc giá tầm trung thôi nha mà, nhưng được cực kỳ nhiều anh em ưa chuộng vì thích âm của nó và âm trap nghe và nó cực kỳ bán. Và đây là đặc trưng của những dòng lọc đến từ thương hiệu Yamaha nha anh em. Và con này thì vào khoảng là tháng 3 năm nay thì mình bán cháy hàng rồi đây mà, và đến tận 3 tháng sau thì mình mới về tiếp được một con này, một con duy nhất thôi nha anh em. Con này thì nó có một cái giải tần và nó là cực kỳ rộng anh em à. Đây, từ 20 đến 20 ngàn hạt cho anh em có thể chỉnh cho ra một thích âm mà nó ưng tai anh em nhất khi mà anh em nghe nhạc, thậm chí là anh em hát karaoke, anh em trang bị cái dòng lọc này và nó là tốt hơn. Mình thấy thì rất là nhiều anh em mà nghe những dòng sản phẩm mà âm ly mà anh em muốn nâng cấp chất âm lên mà anh em ngại mua một dòng sản phẩm âm ly mới, thì lọc chính là một trong những cái mà nó sẽ giải quyết những cái vấn đề của anh em. Đây, mời anh em cùng xem qua về hình thức thiết kế dòng sản phẩm này. Cái này là hàng mà Nhật vừa mới về nhưng mà hình thức còn rất là mới, đẹp tinh tươm. Con này thì nó sẽ có rất là nhiều giải tầng anh em. Khác với lọc mà điện thì con này thì nó sẽ cho anh em có thể mà điều chỉnh dễ hơn, vì rất là nhiều anh em mua lọc điện và xài không biết cách chỉnh thì âm thanh nó nghe rất là dở nhưng mà. Còn những cái lọc xì thì nó rất là dễ dàng để cho anh em điều chỉnh. Cái cần này thì bao gồm mà cần bên trái chúng ta sẽ là cần điều chỉnh về giải bass, cần ở giữa là giải mid và cần bên phải giải treble nha anh em. Nên anh em có thể mà thích nghe nhiều bass, nhiều treble thì anh em có thể chỉnh sao cho thuận tai anh em nhất. Hoặc anh em karaoke, anh em chỉnh giải mid của anh lên cao thì anh em có một cái tông giọng cao hơn, hát thì nó sẽ hay hơn. Còn bên đây là cái nút để điều chỉnh, đầu tiên là EQ là nút quan trọng nhất cho anh em, nút mà để kích hoạt cái bộ lọc nha anh em. Còn HBF và bộ lọc âm cao và bộ lọc âm thấp ở phía trên nha anh em. Nói chung các điều chỉnh này nó là hết sức là dễ dàng anh em à. Đây, mời anh em cùng xem qua bề mặt sau của cái lọc này. Đây, bề mặt trước, mặt trên thì nó sẽ có in cái bản đồ nha anh em, thiết kế là đẹp của thương hiệu Yamaha. Đây, Yamaha Graphic Equalizer Model Q2031A, điện 100V, công suất là 18W, số series. Còn bên đây là cái cổng kết nối tín hiệu vào và cổng này mount, cổng này thì chúng ta sẽ xuất xuống cái cục đẩy anh em. Đây, vừa qua jack 6 ly, vừa qua jack 3 lăng, anh em có thể lựa chọn sao cho phù hợp với anh em nhất. Đây, hiện tại thì Nhật đang chơi con này với cục đẩy là của Antec Amphi nha anh em. Đây là cục đẩy hàng bãi của Mỹ. Và bây giờ Nhật sẽ test luôn chất âm của cái này. Ở đây thì nó sẽ có một cái nút level nha anh em. Lúc này anh em để ở cục 4 dB, nó sẽ cho ra chất âm hay nhất nha anh em. Đây, cục 4 dB, nghĩa là gạt qua bên phải nha anh em. Rồi, mà anh em cùng thưởng thức chất âm. Đây, đầu tiên mình sẽ volume của loa. Rồi có một ngày sẽ một ngày chinh chiến tàn anh chẳng. Hiện tại thì mình test chưa qua lọc cho anh em. Nữa rồi sẽ mở EQ để kích hoạt hát qua lọc. Peace.
dành nợ sông núi rồi. Anh trở về quê tìm tôi thắm mắt năm nào. Vui cùng gió mưa cùng đàn trâu, mỗi cây đa khô chúc hàng đầu. Mỗi con đê có chiếc cầu tre, đã bao năm vẫn chân lành nên trở thành hoàng phế. Và chất âm của lọc này cho ra phải nói là nghe quá hay luôn anh em à. Như em đã thấy thì mình vừa mới test chất âm qua lọc, mà khi chưa qua EQ và khi nhấn EQ thì nó cách biệt hẳn nha anh em. Và trong lúc test thì mình cũng đã có tăng giảm cái cần equalizer của giải chép này, thì anh em thấy là giải chép nó lên rất là bén, rất là sâu sắc anh em à. Nếu mà anh em mà thích nghe bass nhiều, anh em cứ chỉnh lên bass lên nhiều. Mà nếu anh em karaoke mà anh em mà đọc mà anh em yếu thì anh em chỉnh cái mic lên nhiều. Nói chung về ứng dụng của lọc và nó điều chỉnh âm sắc nên anh em ở mà nâng cấp về âm thanh của anh em rất là dễ. Ví dụ như là đơn giản anh em chơi cái cục đẩy ăn tét ăn xin này đi, anh em nghe mà vẫn thấy nó vẫn chưa đủ đô thì anh em cần phải nâng cấp thêm một cái lọc nữa. Và lọc Yamaha chính là một trong sự lựa chọn mà tốt nhất trong phân khúc giá tầm trung, được rất là nhiều anh em ủng hộ nhưng mà. Và anh em thấy sao về lọc Yamaha model V2031A thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới. Bye.